Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến người nha. Chỉ là anh em game phải thật là chế mình từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm trước và video cho anh em xem video về like share thì đăng kênh những quý bên phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình nhập cốt hốc quà vui chơi sự kiện mới của Lamy anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển qua bên một con hạc VIP Lam anh em. Bên S38 các bạn, qua đây thì qua đây giá cốt hốt quà được vậy thôi anh em. Và không phải rằng các bạn nhập luôn ạ. Nào. Code chúng ta hiện tại thì code dùng chung mới nhất là HTST1403 thôi anh em. Rồi. Qua đây anh em, đó. Hiện tại thì chúng ta có quả cốt này. Code dùng chung mới đấy anh em. Rồi cho đó thì hốt hết đống quà về anh em. Hốt hết sạch quà về. 40 cốc bia vàng nữa à. Để xem nào anh em. Tôi sẽ quẩy con hàng này anh em, chúng ta sẽ ngồi dạy quẩy con hàng này. Trong túi còn trước mắt thì chắc chúng ta đi ấy đấy anh em, đi luyện tướng, luyện tướng lấy thêm ít chỗ trống bạn, sau đó đi đập cốc bia vàng, đập 200 cốc bia vàng xong rồi sau đó thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau đi đội lính chi 10 sao anh em, sau đó đi đập thùng bia, tình hình là như vậy. Ok đó. Rồi đầu tình hình thì hôm nay thứ năm rồi anh em, không sao. Tối nay thì chúng ta sẽ có thông tin về sự kiện mới anh em. Nói chung thì chưa biết thế nào, mong rằng tuần mới chúng ta sẽ có nhiều cái chơi hơn, chứ tuần này khá là ảm đạm. Mới cảm giác anh em sai chứ tôi ảm đạm quá các bạn. Mấy ngày nay cái cảm giác nó ảm đạm quá trời luôn. Nên nào. What anh em, rồi. Ok, dọn cho sạch cho đó quẩy thùng bia. À, ngoài ra thì bên kênh từ đường phố hiện tại vẫn đang còn một cái event tặng gift code gù su cộng với cả code web anh em nhé. Bạn đồng thú thì đừng quên voucher, ấn đăng ký kênh và chuông thông báo và giao cho channel và tham gia. Video này tôi đã đăng tải vào buổi tối ngày hôm qua trên kênh, anh em nào chưa tham gia thì kích vào trong video xem và tham gia anh em nhé. Thông báo luôn cho các bạn là hiện tại trong kênh vẫn đang có một sự kiện. Ngoài ra thì hôm nay bên group á anh em, bên group của kênh từ đường phố, group hội quán từ đường phố đấy, tôi để link ở dưới phần mô tả đấy. Bên này vẫn đang còn cũng đang còn một event anh em. Đó, hiện tại là chúng ta có 3 event các bạn nhé. 1333 code, một code là code dùng chung tôi vừa cập nhật cho anh em rồi, cộng với hai cái event nữa. Ba lời có code cho anh em nhận luôn đấy. Nói anh em nào chưa ấy thì tranh thủ đi qua đấy. Ba event những gift code khủng cho anh em luôn. Đó, anh em tranh thủ đi hốt ạ. Một cái tôi nhập sẵn rồi đấy. Cái đấy thì chắc tầm này anh em nhập hết rồi, nhưng bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập thôi. Đâu hai chỗ lại thì anh em vào xem và tham gia. Đó, hai sự kiện hiện tại vẫn đang còn diễn ra, anh em thủ ghé vào tham gia. Đó, không đi công bố event rồi lại quay sang anh ơi. Đó, thông báo luôn cho các bạn. Bên group thì là vừa tặng code web lại còn vừa tặng Gosu anh em. 2K1 Gosu lận, giải nhất 2K1 Gosu anh em. Đấy, đồng giải 2, giải 3 gì đó là code web anh em. Còn đâu bên kênh từ đường phố thì hôm qua có lên cái mini game tặng gift code của Su cho anh em cộng với bộ ba code web sự kiện đó. Đấy, thì cũng thông báo lại cho anh em nữa, bạn nào chưa tham gia thì nhớ vào trong kênh xem và tham gia và ghé qua group xem và tham gia. Bữa tôi hướng dẫn anh em tham gia rồi, nên không hướng dẫn lại các bạn, cứ vào trong đấy thì nó đều có video, trên video đã bày hướng dẫn. Còn đâu trong group thì anh em cũng đã để sẵn cả mọi cái để hướng dẫn anh em tham gia rồi. Nếu bạn chưa biết thì ghé vào trong đấy là ắt sẽ có thông tin để các bạn tham gia. Rồi ok các bạn. Nhận nào. Ui. Lượng lúa của nó anh em chắc phan galo luôn ạ. Rồi lượng quà lễ hội anh em, ok à, ừ để xem đồ được cái gì không từ anh em. Túi chúng ta hiện tại bao nhiêu? 133. Ok, sự kiện chắc trước mắt chúng ta đổi lính chì đấy anh em. Đổi lính chì 10 sao các bạn nên thêm ít xương về chơi. Đặt này không biết đủ đổi không, chắc tôi sợ không đủ đổi các bạn. Nhưng kiểu này chắc không đủ đổi rồi. Ok, check túi cho nào anh em. Ok, giờ thì trước mắt chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêu mộ thùng bia anh em. Săn cháu correct nha. Nào tới nào, săn correct này anh em. Sentomaru, Hila, Zelay ạ, khởi động cháu Zelay anh em.
Khởi động ra ngày bác delay rồi. Killer. Deccan. Robin. Tiếp tục nào. Dylan Martin. Killer. Hila, lại là Hila anh em. 19k rồi. 19k là đổ được hai form 10 sao đó rồi anh em. Ngon lành nhờ. Thế càng về sau này form 10 sao càng hao anh em, càng khó kiếm ghê. Tiếp tục các bạn. Ok kìa. Cây cú thế nhờ. À, lượm quà tạm anh em. 30 cốc bia vàng đúng ý tôi rồi anh em. Rồi. Giờ thì đi dập cốc bia vàng đây anh em nhá. Dập cốc bia vàng ra tính. Là mì để đấy, dập tiếp. Ivan cốc. Cho đó là gì? Inazuma. Inazuma luôn. Mẹ Izu Izunuma. Dập hoàn lộn hết lên các bạn. Đó, hoàn tất 350 cốc bia vàng luôn. Lượng sự kiện nó phải như vậy các bạn, gọn gàng sạch sẽ. Tiếp tục nào. Ok tới luôn đi. Sisa tới luôn anh em. Inazuma, Inazuma các bạn. Shiru. Ivan Kok. Kit này. Mà tuần này, tuần vừa rồi. À tuần này anh em bảo là cập nhật crack và quyển AL1 anh em nhé. Chuẩn bị thôi anh em. Các bạn đã chuẩn bị túi đồ chưa? Chuẩn bị lại lên thôi. Đó, chuẩn bị lại lên thôi anh em. Tiệm đồ. Tự nộn các bạn nộn tiệm đồ làm gì? Điện tướng anh em. Vào đây này ít chỗ trống đó. Và nên thêm ít chỗ trống các bạn. Đấy. Ở đây thao số trống hay gì đâu mà. Rồi. Tiếp tục nào. Dọn sạch túi nào. À bữa nay tối thì tôi vẫn lên stream anh em nhé. Thông báo luôn cho các bạn biết. Thì tối nay bữa nay tôi có lên stream anh em. Stream game tự do. À, khá là dạy anh em nào hứng thú thì lên. Ngồi giao lưu bốc phép chém gió. Đấy, như tối qua lên làm. Tối dạy bạn nào có hứng thú kèo solo không? Lên solo với tôi. Tối qua làm mấy kèo solo với anh em cũng vui thật. Kết bạn rồi solo khá là vui. Ok tiếp tục nào. Tới tầm luôn đây. Cắn nút luôn. Lượm quà 20 thùng bia anh em. Thêm 20 thùng bia nữa thà. Hơi toang ý nhờ. Tiếp kẹo binh mom. Ghét tướng 5 sao à. Ok chơi luôn. Uầy. Còn thua các bạn. Robin. Ai đây. Buget 24 cháu. Đây 3 cháu nữa chắc đủ rồi anh em. Đấy 50 thùng bia các bạn. Gọn nhẹ luôn. Để xem là tổng bộ chúng ta có nhiệm vụ 4 sao không. Nếu mà đủ thì lượm luôn anh em. Không có hai cái không đủ đâu. Mơ không đủ các bạn. Ok 26 cái chưa. Nhưng mà ngồi không kim cương các bạn. Không kim cương mà nuôi của đấy được. Phải có kim cương mới nuôi được. Ok tiếp tục. Chiếc kẹo Big Mom. Bảo vật. Anh em mở ngon ngon cho có hai cái kim cương cho các bạn nhé. Correct. Đèn thế nhờ. Mình kiểu đà hiếu thế mà nó đèn thế anh em không ra.
tưởng ra mà không được các bạn, khó quá. Ui lại dây lây anh em. Thằng này có duyên với bác dây lây nhỉ. Nhà Robin 200 thùng bia bảy màu anh em. Lập nốt cho này 200. Ui dưới Corodai các bạn. Con thua rồi, Corodai là con thua rồi. Killer. Tiếp nào, tiếp nào. Còn 30 thùng nữa, Deccan. À đây, à đây. Ô kìa. Ui sớp ạ. Wow, bố đen các bạn. Ừ, cái này thì được các bạn, cái này thì nghe được. Hề ra, hề ra các bạn. Bây giờ cứ ra ô đen với Big Mom là nghe được lắm luôn á. Ngọt nịm luôn ạ. Duyệt luôn ạ. Lượm qua quà. 1 mét đá lân đồ. Tặng phát nữa anh em. Đó, trong túi sơ khai hiện tại lại hơn 100 cốc bia vàng rồi. Nói chung ngồi rảnh ngồi quẩy cốc bia vàng được thôi. Ngày sự kiện thì cũng sương sương thôi. Ok, nói chung video sáng nay cũng nên thông báo cho anh em là tình hình qua sự kiện như vậy, nên cũng vui chơi qua. Ok, clip kết thúc anh em, hẹn gặp lại tiếp theo. Anh em nhớ ghé qua kênh tham gia và xem và tham gia sự kiện anh em nhé. Dạ thì bye bye.